Hành tinh Venus là một thế giới địa ngục và khắc nghiệt. Nó có nhiệt độ bề mặt trung bình là 737K464 độ C, 867 độ F và áp suất xấp xỉ 92 lần áp suất mực nước biển của trái đất, gần tương đương với độ sâu 900m 3000 bộ dưới nước trên hành tinh xanh xinh đẹp của chúng ta. Những đám mây dày của axit sulfuric trên sao Kim ngăn cản việc kiểm tra bề mặt bằng ánh sáng và chỉ có thể được nhìn thấy bằng radar, trong khi sao Kim có thể đã từng có đại dương trong quá khứ. Những điều kiện hiện tại này quá khắc nghiệt đối với sự sống mà chúng ta biết. Mây sao Kim bất chấp môi trường cực kỳ khắc nghiệt này. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia cho thấy sự sống có thể tồn tại trong các túi bên trong bầu khí quyển của sao Kim. Mô hình được sử dụng trong nghiên cứu này dự đoán các đám mây không hoàn toàn được tạo thành từ axit sulfuric mà trên thực tế được tạo thành từ bùn muối amoni. Có thể là kết quả của quá trình sinh học tạo ra amoniac trong các giọt mây. Điều này có nghĩa là các đám mây sao Kim thể hiện các đặc điểm tương tự như các môi trường khắc nghiệt trên trái đất chứa đựng sự sống. Đồng tác giả nghiên cứu Sarah Seeger, giáo sư khoa học hành tinh năm 1941 tại khoa khoa học trái đất khí quyển và hành tinh EAPS của MIT cho biết không có sự sống nào mà chúng ta biết có thể tồn tại trong các giọt sao Kim. Nhưng vấn đề là có thể một số sự sống ở đó và đang sửa đổi môi trường của nó để nó có thể sống được. Nghiên cứu cho thấy sự hiện diện của amoniac trong các đám mây sẽ hòa tan trong các giọt axit sulfuric. Về cơ bản là trung hòa axit để làm cho các giọt này dễ sinh sống hơn. Các phản ứng hóa học liên quan cũng sẽ tạo ra oxy một cách tự nhiên, biến hình dạng lỏng tròn trước đây của các giọt axit sulfuric thành dạng bùn không hình cầu, giống như muối hơn. Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận các dạng sống trên trái đất, đặc biệt là bên trong dạ dày của chúng ta, không có khả năng sản xuất amoniac và làm cho một môi trường có tính axit cao có thể sống được. Nhiệm vụ tương lai vào tháng 6 năm 2021. NASA đã thông báo về việc lựa chọn hai sứ mệnh trong tương lai tới hành tinh thứ hai từ mặt trời của chúng ta. Các sứ mệnh này là Da Vinci cộng khảo sát sao Kim trong khí quyển sâu về khí quý, hóa học và hình ảnh, và VIRITAS sự phát xạ sao Kim, khoa học vô tuyến, INSA, địa hình và quang phổ. Cả hai sẽ nghiên cứu sao Kim theo những cách khác nhau. Da Vinci cộng sẽ đo thành phần khí quyển của sao Kim để hiểu rõ hơn về sự hình thành và tiến hóa của nó, cùng với việc xác định liệu sao Kim đã từng có đại dương hay không. VIRITAS sẽ lập bản đồ bề mặt sao Kim để hiểu rõ hơn về lịch sử địa chất của nó và tại sao nó lại phát triển khác nhiều so với trái đất. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.